Throw it up, start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Rùa khổng lồ sa lưới, ông chủ chi 70 triệu mua rồi phóng sinh, con vật lập tức tạ ơn theo cách cực đặc biệt. Thấy con rùa sa lưới sắp bị người dân giết thịt, người đàn ông đã mua lại rồi phóng sinh. Hành động sau đó của con vật khiến nhiều người xúc động. Câu chuyện trên kể về một người đàn ông tên là Lâm sống tại Thanh Đảo, Trung Quốc. Ông Lâm là chủ của một cửa hàng, sống rất tốt bụng và hay làm việc thiện. Một ngày nọ, ngư dân dùng lưới bắt được một con rùa lớn. Đúng lúc khi họ chuẩn bị đem đi giết thịt bán thì ông Lâm đi ngang qua. Nhìn thấy cảnh tượng con rùa không ngừng vươn cổ, cúi đầu như lạy người xung quanh, nước mắt chảy dòng, dường như cầu cứu mọi người. Ông Lâm đã xuất tâm từ bi, không tiếc bỏ ra một số tiền khoảng 25.000 nhân dân tệ, tương đương với gần 70 triệu đồng để mua con rùa, đồng thời nhờ đội cứu trợ động vật đưa nó trở lại biển để phóng sinh. Được biết, đây là loài rùa khổng lồ thuộc chi Guidedi. Nó có đặc trưng bởi kích thước rất lớn, sống chủ yếu ở lưu vực sông Dương Tử và phía nam Trung Quốc, và ở phía đông và phía nam của Ấn Độ. Phần lớn loài rùa này nặng khoảng 100 kg và là loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới. Do lo lắng rằng ai đó sẽ lại bắt lấy nó và giết, vì vậy ông đã viết lên mai của rùa 5 chữ là gặp duyên số phóng sinh, với hy vọng người sau sẽ từ bi khai ân cho nó được sống tự do, đừng tùy ý mà giết hại nó. Sau khi viết xong, họ liền đưa chú rùa ra biển phóng sinh. Rất nhiều người dân tại bãi biển khi ấy đều nhìn thấy con rùa khổng lồ không ngừng vươn cổ hướng về phía ông Lâm như khấu đầu tạ ơn. Nhiều người dân chứng kiến cảnh tượng này đã rất đổi kinh ngạc và xúc động. Động vật cũng có tình cảm và nhận thức. Vì vậy, từ xưa đến nay đã có nhiều câu chuyện cảm động về sự báo ơn của loài vật. Nhiều người hỏi rằng liệu con người có linh hồn không? Có kiếp trước, kiếp sau không? Thiên đường và địa ngục có thực sự tồn tại không? Giới học thuật khi nghiên cứu về trải nghiệm cận tử, họ đã phát hiện ra rằng những người có trải nghiệm này đều có những điểm tương đồng. Tổ chức nghiên cứu trải nghiệm cận tử NDRC đã tập hợp hơn 3.000 nhân chứng và một số lượng lớn các báo cáo nghiên cứu có liên quan bằng 23 ngôn ngữ trên thế giới, sau đó chia sẻ lại rất nhiều câu chuyện về hiện tượng vẫn được coi là bí ẩn này. Tiến sĩ tâm lý Hồng Kông Trung Chức Huy từng bị rơi từ độ cao 100 mét xuống đất trong một vụ tai nạn tàu lượn. Trải qua cái chết lâm sàng và sau đó được cứu sống, ông ấy đã viết lại những khoảnh khắc kỳ diệu về một không gian khác mà ông ấy đã gặp thành cuốn tiểu thuyết tự truyện Vòng xoay định mệnh. Cuốn sách viết rằng lúc ông Trung ở trong trạng thái tử vong tại một không gian khác, ông được tắm mình trong ánh sáng vàng rực rỡ bất tận, được bao bọc bởi tình yêu và yên bình. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong tâm trí hỏi ông, muốn ở lại đây hay quay trở về? Ông nhìn quanh, tìm kiếm người đang nói chuyện với mình và cuối cùng xác định rằng đó không phải là bất kỳ dạng sống nào trong thế giới vật chất mà chúng ta quen thuộc, mà là từ một thực thể cao hơn, thiêng liêng hơn, có lẽ đó là những gì chúng ta gọi là Thượng Đế. Ông Trung được phép xem lại toàn bộ cuộc đời mình, một tia sáng lan tỏa tạo thành hình mạng nhện. Ông phát hiện ra rằng mạng lưới này là mối quan hệ không thể tách rời giữa những con người khác nhau, kết nối các giai đoạn khác nhau của cuộc đời và đan xen tạo thành mạng lưới của cuộc đời ông. Mỗi cuộc đời đều có một mạng lưới riêng và mạng lưới của ông Trung được kết nối với mạng lưới của những người khác để hình thành mối quan hệ giữa ông và những người khác. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy bức tranh toàn cảnh cuộc đời của mình cùng một lúc và ông thực sự bị thu hút. Vào năm 2013, ông Huy đã kể về trải nghiệm cận tử của mình trên trang web. Ông nói, nếu tất cả những người chết đi sống lại có một nhiệm vụ đặc biệt, thì tôi tin rằng nhiệm vụ của tôi là chia sẻ câu chuyện thần kỳ của mình. Bởi vì phép lạ không thuộc về tôi, nó thuộc về mọi người trên hành tinh này. Tôi chỉ là một người được chọn để kể câu chuyện này. Hồi tưởng lại cuộc đời, nghiên cứu của nhà nhân chủng học Joan Halifax cho thấy những người trải qua chết lâm sàng thường có trải nghiệm hồi tưởng cuộc đời. Khi đó, mọi suy nghĩ, sẽ được lặp lại một cách trung thực. Tất cả những ảo ảnh, khuôn mặt chỉ thấy qua một lần nhưng lại khó có thể quên được. Những điều khiến bạn cười, những lúc say sưa khi nhìn thấy một bức tranh đẹp, những mơ mộng đã lãng quên từ lâu, tất cả những điều này trong giây chốc sẽ lướt qua nội tâm của mình. Nó giống như đi vào một bộ phim tiểu sử trọn đời. Mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời được lặp lại với cảm giác rất chi tiết, được lặp lại đầy đủ, hơn nữa chỉ trong một giây đã xuất hiện toàn bộ. Trong nháy mắt, bạn sẽ sống lại những cảm xúc vui vẻ và bi thương, các sự kiện trong đời, cũng như bạn có thể cảm nhận được cảm xúc của tất cả mọi người tham gia vào các sự kiện này. Bạn có thể cảm nhận được niềm vui của những người họ đã đối xử tốt, và bạn có thể cảm nhận được nỗi đau của những người đã bị họ làm tổn thương. Nhà nghiên cứu về trải nghiệm cận tử Wittang phát hiện ra rằng cuộc sống của mọi người đã được an bài từ trước. Có lẽ không nhất thiết là đều được an bài, nhưng ít nhất hầu hết trong số họ đã được lên kế hoạch, và mọi người đều tham gia vào kế hoạch đó. Chúng ta là ai? Maudigate bị bệnh ung thư hạch một lần trong bệnh viện. Cô cứ thay đổi trạng thái qua lại giữa những ý thức và vô thức, cảm thấy linh hồn rời khỏi thể xác. Trong trạng thái lơ đãng, Maudigate thấy mình đang ở giữa những người cô yêu thương. Người bạn thân nhất đã mất của cô, Sony, đã ở đó. Người cha đã chết vì bệnh suy tim vài năm trước cũng ở đó. Có những người khác ở ngoài đó. Cô ấy không biết hầu hết trong số họ, nhưng cô ấy biết họ yêu cô ấy và quan tâm đến cô ấy. Sau 30 giờ, cô tỉnh lại. Sau khi Maudigate trải qua trải nghiệm cận tử, cách nhìn về cuộc sống của cô đã có những thay đổi to lớn và có cách giải thích mới về cuộc sống. Cô nói, tôi không sợ chết. Khi ngày đó đến, tôi sẽ cảm thấy rằng mình đã hoàn thành những gì phải làm khi đến với cuộc đời này. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đến đây chỉ là để biết chúng ta là ai mà thôi. Linh hồn bất diệt. Trong thế giới y học ngày nay, các nhà y học đã nghiên cứu về trải nghiệm cận tử và đã quan sát thấy rằng hơn 2.000 bệnh nhân có trải nghiệm cận tử vẫn còn hoạt động và rất tích cực sau khi chết. Tiến sĩ Sam Parnia thuộc Đại học Southampton, Anh cho biết, trái với quan niệm của chúng ta, cái chết không phải là một khoảnh khắc gì đặc biệt, mà là một quá trình có thể đảo ngược. Trước một căn bệnh nghiêm trọng hoặc tai nạn khiến tim và phổi ngừng hoạt động, con người có thể chết đi sống lại. Nhà vật lý nổi tiếng người Anh Roger Penrose tin rằng ý thức tâm linh của con người tồn tại dưới dạng lượng tử. Ông giải thích rằng cấu trúc vi ống trong tế bào con người lưu trữ thông tin lượng tử của ý thức trong không gian của các nguyên tử. Khi một người chết đi, thông tin lượng tử này được giải phóng từ các vi ống vào không gian. Nếu thông tin này được đưa trở lại vi ống, sẽ phát sinh quá trình trải nghiệm cận tử. Nếu thông tin lượng tử của những ý thức này không quay trở lại, nghĩa là người đó thực sự đã chết. Penrose nói, như vậy, những thông tin lượng tử này có thể tồn tại bên ngoài cơ thể con người mãi mãi. Đó là thứ mà con người gọi là linh hồn. Các nhà khoa học tại Viện Vật lý Max Planck, một tổ chức nghiên cứu nổi tiếng thế giới, đồng ý với quan điểm này. Họ tin rằng không gian mà chúng ta quan sát chỉ là một phần rất nhỏ, rất hạn chế và chỉ có một khía cạnh vật chất. Hơn nữa, ý thức vượt ra ngoài vật chất và tồn tại trong một không gian rộng hơn. Sự tồn tại của hiện tại và vật chất mà chúng ta có thể nhận ra, thật ra chỉ là một khía cạnh vật chất có thể hiểu được. Tiến sĩ Hans Peter, cựu giám đốc của Viện Nghiên cứu, cho rằng vượt xa điều này là sự tồn tại thực tế không giới hạn và rất rộng lớn. Tiến sĩ Peter cũng cho rằng cơ thể con người đã chết, nhưng trường lượng tử ở cấp độ tâm linh vẫn còn đó. Ông nói rằng về mặt này, linh hồn con người là bất diệt. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.